Nếu bạn đam mê khám phá thế giới phi diệu của vật chất, muốn tìm hiểu từ sự tương tác của các hạt cơ bản đến sự tiến hóa của vũ trụ, hãy đăng ký các ngành học cử nhân sư phạm vật lý và cử nhân khoa học chuyên ngành vật lý ứng dụng tại khoa vật lý trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn và đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn, khoa vật lý mang đến cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán học, tiên học, hóa học, những kiến thức chủ yếu và chuyên sâu từ vật lý cổ điển đến vật lý hiện đại, cũng như những kỹ năng thực hành cần thiết giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ giảng dạy ở các bậc cao đẳng, đại học, trung học phổ thông, có năng lực làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc tiếp tục đi sâu nghiên cứu khoa học cơ bản nhằm đạt tới các trình độ cao hơn. Khoa vật lý, nơi nuôi dưỡng đam mê khoa học và công nghệ.